Ghi nhận của phóng viên, trước khi diễn ra kỳ thi, vẫn còn tình trạng buôn bán phao thi công khai tại một số điểm thi. Thậm chí còn có những cảnh báo về tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận trong thi cử. Tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Quốc Oai Hà Nội đã phát hiện một trường hợp này. Thí sinh đã bị đình chỉ thi ngay lập tức. Tuy nhiên trong đợt thi này chỉ có 72 thí sinh bị đình chỉ thi, giảm khoảng 78% so với năm 2016. Học sinh không được mang điện thoại di động, các phương tiện thu phát ở trong phòng thi, thì việc này đã được quán triệt. Có những cái tăng cường nghiệp vụ để mà kịp thời phát hiện những sai phạm, đặc biệt là những sai phạm mà liên quan đến việc sử dụng công nghệ cao. Các cán bộ coi thi đã được tập huấn rất kỹ lưỡng, nên những sai sót trong lần này đã giảm đáng kể. Đến năm nay là mỗi thí sinh một mã đề ngồi so lay nhau, cho nên là không có chuyện gian lận nữa. Cán bộ coi thi thì chúng tôi đã huy động đầy đủ, đảm bảo theo nguyên tắc là mỗi một cái điểm thi là có đủ số lượng là cán bộ coi thi là 2,2 cán bộ coi thi trong một phòng thi. Sau khi mà có kế hoạch chi tiết, chúng tôi đã phối hợp với các trường đại học cao đẳng để tập huấn với đội ngũ này. Ban chỉ đạo tuyển sinh cơ bộ cũng tổ chức các cái đoàn đi kiểm tra, phối hợp dựa với là các cái địa phương. Năm nay để đảm bảo tốt hơn sự công bằng, minh bạch, khác với năm trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo không bố trí thanh tra cắm chốt tại các điểm thi mà đã chỉ đạo các trường đại học cử cán bộ thanh tra về các sở giáo dục và đào tạo để tham gia các đoàn thanh tra. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ thanh tra đột xuất và không báo trước tới các điểm thi trên toàn.